là sáng mai là mình đổ đà xui lại anh ha. Dạ rồi. Thì không biết là trong quá trình đổ rồi có khó khăn gì trong vấn đề đổ gì không anh? Đây là diễn tiến rất là bình thường. Dạ. Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình với lại Ngân cùng với anh Hậu và những người dân nơi đây rất là vui mừng luôn khi mà cây cầu Bà Lòng đã được hoàn thành. Và ngày hôm nay là lễ khánh thành cây cầu đó các bạn. Vì lý do dịch bệnh nên là tới hiện tại thì mình mới có thể làm lễ khánh thành được. Bây giờ mình đi xuống đây chút xíu đi ha, chú 8 với chú 5. Cây cầu rất là đẹp luôn, chắc chắn nữa. Dạ, mình đứng ở dưới gần đây đi cho nó mát nha. Rồi, dạ xin mời qua đây với con nha. Dạ, con mời bây giờ. Dạ, thì trước hết thì con cũng xin chúc mừng khi mà ngày hôm nay cây cầu của mình đã được hoàn thành rồi. Thì ở đây là có một số người dân, thứ nhất là có chú Năm nè, sau đó là chú Tám, cũng có đôi lời muốn gửi đến. Thì con cũng muốn hỏi trước là chú Năm á, là chú Năm sống ở đây bao lâu rồi chú Năm? Sống đây từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ tới lớn luôn. Nhà chú Năm gần đây không? Ngay gần đây luôn. Cây cầu này ngay... của bà già luôn, cái tên là cầu Bà Lòng đó. Cầu Bà Lòng là của mẹ của chú luôn. Rồi, cái cầu này hồi đó tới giờ thì ở ngay răng đây. Dạ, cái cầu này là cất bao lâu rồi hả chú Năm? Cất là hồi trước đó, hồi cấp mà trước nữa là cái cầu gián. Dạ. Cầu gián rồi sau lại cái cầu bê tông, hồi năm 68 cắt dạ. Cái cầu bê tông. Dạ. Rồi tới năm 72 đó là cái cầu bê tông nó mới hư, dạ. Rồi mới cắt lại cầu sắt. À, cái cầu sắt cắt có mấy năm mà, là cầu sắt nó bị sập đổ nữa rồi. Dạ. Rồi làm lại cái cầu sắt sau, rồi nó cũng sập đổ nữa. Rồi bây giờ tới cái cầu này nó quá đẹp mà chất lượng nữa. Đó. Dạ. Thành ra bây giờ là ở đây cũng thấy được cái cầu này là rất mừng. Dạ, từ lúc rồi. Mà xây cái cầu này lên thì chắc là chú mừng lắm hả chú Năm? Rồi, mừng lắm. Mà dạ. Mình rất cũng vui, cũng nhờ là bên cái hậu từ thiện đó, ta giúp đỡ cho mình được cái cầu gì là mình cũng rất thành thật cảm ơn. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Còn riêng về chú Tám sống ở đây lâu chưa chú Tám? Cũng được 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Dạ. Thì... hồi trước, lúc trước thì những cái cầu nó ấy, sau cái cầu sắt nó yếu. Dạ. Rồi coi như là sụp đổ giờ nào không biết, rồi đường coi như ta lưu thông nhiều. Dạ. Rồi đó bây giờ được cái cầu mới này thôi là cũng quá mừng. Dạ. Dân trong ấp này cũng mừng, mà trước nhất là xin cảm ơn đoàn từ thiện. Dạ. Sao nhờ cũng các cấp chính quyền để giúp đỡ cho được cái cầu khang trang này. Dạ. Nỗi mừng của ban ấp là đây là rất vui. Dạ. Dạ, cảm ơn hết trơn những anh em từ thiện với lại nhà hỗ trợ. Rồi vậy là chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ, con cảm ơn hai chú nhiều lắm nha. Con cũng rất là mừng luôn khi mà bây giờ đã có một cây cầu cứng cáp hơn. Thì bà con đi lại cũng rất là thuận tiện. Cái cầu này là mình đi hẳn ra đường lớn luôn á chú. Rồi. Nó nằm ở ngay vị trí trung tâm nên là mọi người đi rất là nhiều. Đây là ngay trung tâm đó. Dạ, con cảm ơn hai chú nhiều nha. Dạ, con xin phép nói chuyện với anh Hậu một chút. Rồi, con cảm ơn hai chú. Dạ, còn riêng về phía anh Hậu á, về phía làm trưởng ấp thì không biết anh Hậu cảm xúc như thế nào khi mà cây cầu đã được khánh thành, hoàn thành, mọi người lưu thông thì dễ hơn nữa. Thì bản thân rất là vui mừng. Dạ. Cũng như cái đây là cái tâm nguyện của bà con nhân dân được cái cầu khang trang. Tại vì cầu sắt thì nó rất mau xét một nữa. Dạ. Rồi trơn trượt bà con té đi vận chuyển rồi đi lại nó rất khó khăn. Thì được các nhà tài trợ ủng hộ, đặc biệt thì cũng được nhờ nhóm của chị tiếp đóng góp vô thêm để trong cái công trình thì cái cầu 200 triệu thì được đơn vị của nhóm thôn Mỹ miền Tây vận động các nhà mạnh thường quân ở nước ngoài cũng như trong nước đóng góp 80 triệu cái cầu hoàn thành ngày hôm nay. Thì thay mặt ban nhân dân ấp, bà con nhân dân xin cảm ơn các nhà từ thiện
đã đóng góp để giúp cho nhân dân ấp một được cây cầu. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, cứ qua đi chị. Dạ, cảm ơn anh Hậu rất là nhiều nha. Dạ. Ngày hôm nay á, là lý do là dịch bệnh diễn ra phức tạp nên là 5-6 tháng nay á, thì cây cầu Bà Lòng không có thể nào mà làm lễ khánh thành được đó các bạn. À, hôm nay là làm lễ khánh thành thì hai chị em tụi mình lên thì thật sự rất là vui luôn. Và các bạn thấy đó, con đường này nãy giờ là xe chạy rất là nhiều nên là có cây cầu mà đi qua thuận tiện á, thì người dân rất là mừng luôn. À, chạy thì nó cũng sẽ an toàn hơn. Đây là cái bảng. À, mình cũng có nghe mọi người dân ở đây tâm sự á, là muốn đổi cái tên cầu Bà Lòng là thành là cầu Nguyệt Nga, một cái tên rất là đẹp luôn. À, còn có thể gọi là cầu Từ Tâm. Dạ, kinh phí xây dựng là 200 triệu đồng do các nhà tài trợ đóng góp và nhân dân địa phương chung tay xây dựng. Dạ, thì cũng nói cho các cô chú anh chị và các bạn được biết đó, thì tổng chi phí xây dựng cái cầu Nguyệt Nga là 200 triệu đồng, thì trong đó là 80 triệu đồng là về phía của các mạnh thường quân ở nhóm phụ nữ miền Tây đã hỗ trợ và giúp đỡ cho cây cầu, còn 120 triệu còn lại là về phía của chính quyền địa phương và nhân dân đóng góp. Dạ, thì một lần nữa con xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ và đóng góp để có một cây cầu Nguyệt Nga thật là đẹp và khang trang như ngày hôm nay. Thì con cũng xin được phép đọc danh sách các mạnh thường quân đã hỗ trợ tiền để mà giúp đỡ xây cho cây cầu thật là đẹp nha. Thứ nhất là bà Sáu USA hỗ trợ là 14.040.000 đồng. Tiếp theo là chị Ngọc ở Mỹ Tho hỗ trợ số tiền là 2 triệu đồng. Chú Mạnh Thường Quân giấu tên hỗ trợ số tiền là 6.711.000 đồng. Chú Thím Ba ở Úc ủng hộ là 10 triệu đồng. Mạnh Thường Quân gia đình em Phước Định ủng hộ số tiền là 2.300.000 đồng. Bác Trịnh Ngọc ủng hộ là 11.775.000. Ông Trần Thái ở Dương Quốc Anh ủng hộ số tiền là 3 triệu đồng. Gia đình chú Trần Thế Phong ủng hộ là 4.600.000 đồng. Gia đình chú Tòng Bo ủng hộ là 4.600.000 đồng. Gia đình chú Cơ Thành giúp đỡ là 4.600.000 đồng. Gia đình chú Tú Tấn 4.600.000 đồng. Gia đình chú Thoại Tài 4.600.000 đồng. Gia đình chú Thoại Diệu 4.600.000 đồng. Và cuối cùng là gia đình chú Trần Mậu Hưng ủng hộ số tiền là 2.534.000. Thì tổng kinh phí của các mạnh thường quân hỗ trợ lại là 80 triệu đồng. Và thì cũng có một cái bảng ở phía bên đây cũng có ghi danh sách của các mạnh thường quân đã ủng hộ đó các bạn. Thì cũng được ghi phía bên đây. Đây, mấy cái này là danh sách các người dân đã đóng góp nè. Tại nhà những người dân ở đây họ cũng đi cầu rất là nhiều nên là có nhà ủng hộ 100, có nhà ủng hộ 500, có nhà ủng hộ 300 tùy theo khả năng của họ. Thì ở đây mình cũng có thấy cái tấm bảng là cũng có ghi tên các mạnh thường quân đã hỗ trợ ở phía dưới đây. Dạ, có chú Thím Ba ở Úc nè, chú Mạnh Thường Quân giấu tên, chú Thế Phong, gia đình chú Trần Mậu Hưng. Có rất là nhiều luôn, các mạnh thường quân hỗ trợ đã được ghi bảng ở đây để mà mọi người dân khi mà qua lại cây cầu thì cũng thấy tên những người đã đóng góp để mà giúp đỡ, để mà trong những người dân ở đây đi lại thuận tiện hơn. Dạ, xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Còn về phía cây cầu thì rất là đẹp luôn. Đây, nó cứng cáp hơn. Ngân thấy đi thấy êm không? Hồi trước khi mà lưu thông qua cây cầu này, lúc đó nó chỉ có một cái cầu sát nhỏ xíu. Đúng rồi. Nhưng mà nó lại cái lan can thì nó ợp ẹp lắm, chạy xe cũng sợ là sẽ bị rớt xuống sông ấy. Dạ. Ngày hôm nay thì đi rất là vững tâm luôn, kể cả có khi mấy cái xe mà cỡ 4 bánh, xe tải nhỏ thì họ cũng sẽ lưu thông qua lại được thuận tiện hơn. Trên cái tấm bảng có ghi là nhóm thiện nguyện Từ Tâm, thì cũng chia sẻ cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn được biết là nhóm thiện nguyện Từ Tâm là người đã đứng ra để mà quyên góp xây dựng cây cầu đến ngày hôm nay, nên là được ghi danh trên tấm bảng. Và thì về phía của mấy chị em thì cũng rất là vui luôn khi mà được đóng góp một phần nào vào cây cầu để mà giúp cho cây cầu được khang trang, được cứng cáp hơn để người dân qua lại thuận tiện hơn. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của Mạnh Thường Quân rất là nhiều nha. Chúc cho Mạnh Thường Quân luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào các bạn.